Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nhá. Và mình là Gà Game đây. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với loạn trí mobile. Và hôm nay thì mình sẽ chơi vị tướng Elvera nha mọi người. Và đặc biệt hôm nay thì mình sẽ chơi vị tướng Elvera này sẽ không lên full phép như bình thường, mà hôm nay thì mình sẽ lên cho Elvera một build đồ AD nha mọi người. Mọi người không nghe nhầm đâu, hôm nay thì mình sẽ chơi Elvera lên full dam, hay có thể gọi cách khác là lên một build đồ AD cho Elvera. Ok, và trận đấu ngày hôm nay thì tôi vẫn sẽ đi mid nhá, chứ không đi AD, bởi vì là có vẻ là team mình nó không đồng ý cho mình lên đồ AD. Cũng có thể nói đây là một cái giao bán chôn game nha mọi người. Thành ra là đồng đội cũng không thích cái điều này cho lắm. Nhưng mà ngay giai đoạn đầu mình đã ăn được cái chiến công đầu mất rồi. Không biết là đồng đội nó có cho phép, nó có gọi là chấp nhận mình lên cái build đồ AD hay không. Ok, và chất tướng của Elvera nó là một chất tướng pháp sư trí lực. Nhưng mà mình lại lên đồ AD cho con Elvera này. Và cái bộ kỹ năng của cái vị tướng Elvera này nó cũng không có một cái sự cộng hưởng nào đối với đồ sát thương vật lý. Ví dụ như con Chronos đi, thì cái bộ kỹ năng của nó khi lên dam nó cũng được cộng sát thương. Khi lên phép nó cũng được cộng sát thương, thì con đó lên dam được. Còn riêng con Elvera này thì nó lại khác, nó không có sự cộng hưởng một chút nào về công vật lý, nhưng mà mình vẫn nên đam cho nó. Và hãy thử xem cái giáo án chôn game ngày hôm nay của mình nó có hiệu quả hay không nhé. Mọi người hãy cùng theo dõi trong trận đấu ngày hôm nay của mình. Ok luôn, đi mid thì vì là lên đam cho nên là đi mid có vẻ là sẽ hơi khó khăn một chút mọi người ạ. Bởi vì bản chất cái con Elvera này nó farm lính cũng đã rất là khó khăn rồi. Kể ngay cả khi nó lên full phép nữa. Đang giao tranh khá là căng thẳng mọi người ạ. Mình thì chỉ có đam từ đó đánh tay thôi. Rồi có mạng luôn, mặc dù đam rất là bé nhưng vẫn cái được mạng. Thật sự là mình rất là may mắn luôn. Ok. Như đã nói thì thông thường anh em chơi con Elvera này lên full phép như bình thường đúng không? Thì nó farm lính cũng rất là chậm rồi. Còn con Elvera này khi mà lên đồ AD ấy, thì mình thấy thì giai đoạn đầu game thì nó sẽ lọc farm lính cũng sẽ rất là yếu, nhưng mà nếu mà kéo được đến giai đoạn late game khi mà đã có đồ ấy thì nó mới thực sự là lúc đấy nó mới thực sự là mạnh nhá. Ok, lúc đấy thì cái tốc độ farm của nó mới cực thực sự là nhanh. Và build đồ ngày hôm nay thì sẽ bắn ở góc trái màn hình cho anh em tham khảo nhá. Và lên đồ AD mà hôm nay thì sẽ lên full đồ AD luôn, và sẽ không có một trang bị phép hay là một món trang bị phòng thủ nào cho vị tướng Elvera này. Trước hết chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chút về bộ kỹ năng của vị tướng Elvera nhé. Chiêu 1 thì Elvera sẽ dịch chuyển đến khu vực chỉ định, lướt đến khu vực chỉ định gây sát thương phép cho tất cả những kẻ địch ở trên đường bay. Và có thể tái kích hoạt lần 2 sau trong một vài giây. Và khi tái kích hoạt lần 2 thì Elvera sẽ dịch chuyển về vị trí ban đầu. Đây là một vị tướng có cái độ biến ảo rất là cao nhá, nhờ cái chiêu 1 của nó. Ôi má ơi, toang rồi, ôi may quá. May con kim thiền tử nó không nhảy vào người mình ấy, chứ quả đấy mà nó nhảy là hết cứu luôn ấy, thật sự. Ok, pha này bắt đây, quan vũ vào, ok, quan vũ vào thì tôi vào đấy. Có quan vũ vào tanh cho mình thì mình mới vào được nhá. Tiếp tục dí theo là, ôi con rồng. Đó, mọi người thấy biến ảo không mọi người, có thấy biến ảo không? Ok, bộ đó là về chiêu 1, còn chiêu 2 của Elvera sẽ bắn một trái tim vào kẻ địch và đánh dấu kẻ địch. Và trong một vài giây sau đó, nếu Elvera, kẻ địch nằm trong của phạm vi gần với đánh thường của Elvera thì kẻ địch sẽ bị chịu sát thương phép lần 2 và bị dính hiệu ứng hoảng loạn nha mọi người. Hiệu ứng hoảng loạn nó là một cái hiệu ứng khống chế khá là khó chịu đấy. Còn chiêu thức thứ tư của Elvera là một chiêu thức bị động. Chiêu thức này thì nó sẽ giúp cho Elvera tăng lên đến 20% công phép cho khi mà chiêu thức này đạt level max và 15% hút máu phép. À, theo như mình thấy thì chết rồi. Theo như mình thấy thì 20% hút máu phép, 20% công phép cộng thêm này thì mình thấy là khi mà lên đồ vật lý như này ấy, thì lên vứt là sọt rác nha các bạn. Cái nội tại tăng công phép này nó không có tác dụng gì khi mà Elvera lên đồ vật lý như thế này. Còn cái 15% hút máu phép thì chúng ta có thể tận dụng được. Còn chiêu cuối của Elvera thì sau khi vận chiêu 1 giây, Elvera sẽ dịch chuyển đến khu vực chỉ định. Và xung quanh Elvera sẽ gây sát thương phép xung cho những kẻ địch xung quanh trong phạm vi nhá. Đây là mình sẽ bật chiêu cuối này. Ok luôn. Và tiếp tục là lưa. Còn chiêu 1 nhá. Cố gắng là giữ chiêu 1 nhá, không nên dùng chiêu 1 linh tinh nhá. Bởi vì là khi lên đồ AD như này thì Elvera sẽ không có giảm hồi chiêu. Và khi mà không có giảm hồi chiêu thì Elvera sẽ cực kỳ là kém cơ động. Ok. Chiêu hồi lâu mà, chiêu 1 nó hồi lâu. Chiêu 1 với chiêu cuối là hai chiêu cơ động, nhưng mà không có giảm hồi chiêu nó sẽ hồi rất là lâu.
Đó là về bộ kỹ năng của Evra. Tuy là bộ kỹ năng của Evra nó không có một chút sự cộng hưởng nào với những trang bị công vật lý cả, nhưng mà Evra vẫn có thể lên được đồ vật lý nha mọi người. Vẫn có thể lên đồ vật lý và Evra cũng có thể trở thành một con AD thực sự. Thực tế thì mọi người có thể thấy là cái tầm đánh, cái phạm vi đánh thường của con Evra nó cũng rất là xa. Nó như là phạm vi đánh thường của một con AD bình thường vậy. Rất là xa luôn. Cho nên là con này lên đồ AD thì mình thấy cũng ok. Và cái chiêu 1 của Evra thì nó sẽ giúp cho Evra rất là biến ảo. Có thể là lướt lên đánh thường và sau đó có thể kích hoạt lần 2 và giật về vị trí ban đầu. À, mình nếu anh em có chơi Liên Quân ấy thì mọi người có thể biết đến một vị tướng có tên là Elandor. Nó có một cái chiêu 1 khá là giống với chiêu 1 của con Evra này. Nhưng mà chiêu 1 của Evra này nó sẽ có phạm vi rộng hơn, phạm vi xa hơn so với Elandor. Và mình thì cũng từng chơi Liên Quân, cho nên là mình cũng đã từng chơi con Elandor. Và vì thế cho nên là mình khi mà mình chơi con Evra này thì mình mới nghĩ rằng là bộ kỹ năng biến ảo như này thì tại sao lại không thể lên được đồ vật lý. Và từ đó thì cái giáo án Evra này ra đời. Và như clip hôm ngày hôm nay thì mọi người được xem đấy. Đó là mọi người có thể thấy là cái chiêu 1 nó rất là phù hợp với một con tướng AD. Một con tướng AD biến ảo. Và một con Evra pháp sư khi mà lên đồ AD như này thì Evra sẽ trở thành một con AD biến ảo nhất game rồi. Chiêu 1 sẽ giúp cho nó cực kỳ là biến ảo và chiêu cuối cũng sẽ tăng thêm một chút độ cơ động. Ok nha. Và như đã nói thì về cái chiêu thức thứ tư, một chiêu thức bị động của Evra thì quả này thật thôi, 4 em dí thì thôi xin vĩnh biệt cụ rồi. Như đã nói thì cái chiêu 4 của Evra có 20% tỷ lệ tăng công phép. Nó chỉ có tác dụng với khi mà anh em lên công phép mà thôi. Còn anh em lên đồ AD như này thì cái đó này coi như là vứt đi. Tuy nhiên 15% hút máu phép từ cái chiêu thức bị động thứ tư thì vẫn có thể sử dụng được. Bởi vì trong những cái build đồ vật lý thì có những trang bị giúp cho anh em gây thêm sát thương phép bằng đòn đánh tay. Thì sát thương phép này gây ra cũng có thể được hút máu phép được nha mọi người. 15% hút máu phép vẫn còn có tác dụng nha. Ok, như vậy là chiêu thức thứ tư không hoàn toàn là quá phế. Còn chiêu cuối của Evra ngoài cung cấp cho Evra khả năng cơ động ra thì cái lượng sát thương cơ bản của nó cũng khá là to, cũng đủ để anh em dọn một tên lính rất là dễ dàng. Cũng coi như là một lượng sát thương thêm. Và cũng có thể là thêm một chút hồi phục. Bởi vì là chiêu thức thứ tư nó có 15% hút máu phép mà. Đây rồi, bật chiêu cuối bắt này, chiêu 2 này. Ok, lướt lên này, đánh thường, ok có mạng giật về luôn. Đó mọi người thấy con Evra này lên đồ AD nó chơi rất là ổn luôn nhá mọi người. Rất là biến ảo nhá. Mình có thể là dùng chiêu 1 lướt lên, sau đó kết liễu tướng địch và có thể là giật chiêu 1 trở về. Vào trong trụ ăn mạng vẫn có thể là thoát ra ngoài rất là dễ dàng luôn. Pha này thì mình hết chiêu rồi nhá. Như đã nói thì lên đồ AD này thì bộ kỹ năng nó hồi rất là lâu, đặc biệt là chiêu cuối. Rồi rất là lâu luôn. Và trận đấu ngày hôm nay thì có vẻ là nó sẽ rất là lag. Mọi người có gì thì thông cảm cho mình với nhá. Game độ này nó hơi lag mọi người. Chơi mình cũng làm clip cũng rất là khó chịu luôn. Về cái phần build đồ của Evra lên đồ AD thì tất nhiên là như món trang bị sẽ toàn là đồ vật lý. Và như mình đã nói thì cái chiêu thức thứ tư, một chiêu thức bị động của vị tướng Evra, nó có 15% hút máu phép. Cho nên anh em hãy chọn những cái món trang bị vật lý có khả năng gây sát thương phép đến từ đòn đánh tay, như là đao phép và gậy như ý. Đây là hai món trang bị chủ chốt giúp Evra có thể là tận dụng được cái chiêu thức thứ tư bị động của mình. Và cũng chỉ khi mà có được hai món trang bị này thì Evra mới có đam tay nhá, mới có thể là solo với những vị tướng AD khác được. Nói về phần khống chế thì Evra cũng có khống chế đến từ chiêu 2, hiệu ứng hoảng loạn rất là khó chịu. Nhưng mà lên đồ AD thì nó cũng cái sát thương từ chiêu 2 là nó không được ổn như lắm. Nó chủ yếu là sát thương này, chủ yếu là chiêu 2 chúng ta lại khống chế thôi, đam không có. Như những con AD bình thường ấy thì thông thường thì nó sẽ đều có những kỹ năng tăng sát thương tay. Ô pha này giao tranh khá là căng co này. Tem mình thì chết hai người rồi, còn tem địch chưa chết bố con thằng nào. Và tình hình là tem mình đã bị chắc là thua giao tranh pha này rồi. Thôi rút lui thôi. Như những con AD bình thường thì nó thông thường nó sẽ có một cái kỹ năng tăng sát thương tay hoặc là khiến kẻ địch yếu đi. Ví dụ như là con Bonnie
Chiêu thức thứ tư bị động nó sẽ tăng sát thương, nó sẽ tăng tốc đánh. Mọi người thấy Elvira này ăn mạng luôn kìa. Chiêu thức thứ tư nó sẽ tăng tốc đánh. Diana thì nó sẽ tăng sát thương tay từ chiêu thức thứ tư. Bonnie à cái gì nhỉ? Fusina cũng sẽ tăng sát thương tay. Ok mọi người thấy là toàn các con AD hầu như là nó toàn tăng sát thương tay hoặc là có một cái hiệu ứng gì đó đến từ đòn đánh tay. Hoặc ví dụ như là Dr. Mart sẽ giảm sát thương của kẻ địch từ đòn đánh tay và giảm tốc đánh đến từ Minerva. Tầm này chưa ăn Zaka được anh em ạ. Mặc dù thì tem mình thì hoàn toàn có đủ khả năng ăn Zaka nhưng mà không dám ăn mọi người. Bởi vì là rất là dễ bị cướp. Còn con Elvira này thì khác. Nó chả có một cái chiêu thức là giúp tăng sát thương tay cả. Tuy nhiên thì nó cũng có một cái lợi của nó đến từ chiêu thức thứ tư, đó chính là 15% hút máu phép. Thì khi lên những món trang bị là như là đao phép chẳng hạn này, hay là gậy như ý, thì Elvira sẽ có thêm được khả năng hồi phục nhiều hơn so với những con AD bình thường nhờ việc có 15% hút máu phép. Như anh em có thể thấy là tuy là mình lên đồ AD nhá, nhưng mà cái khả năng băng cản giao tranh của mình là vẫn rất là ổn nha mọi người. Vẫn có thể là bắt được AD rất là tốt. Và nếu như những anh em mà con này thì cực kỳ là cần farm nhá. Con này khi mà lên đồ AD thì cực kỳ là cần farm nhá. Bởi vì là đam tay là nó đầu game thì đam tay nó không thể bằng được với mấy con AD bình thường được. Nó cần phải có đao phép với gậy như ý thì nó mới có thể là bắn lại được với mấy cái bọn AD. Đó bây giờ đam tay là 1000 chí mạng nhá. Và tất nhiên thì con này anh em có thể lên cho nó đồ chí mạng nhá. À, trong game này thì gọi là bạo kích, đó chính là cái thần cơ. Nhưng em thể thấy là mình bắn một phát 1000 chí mạng anh em ạ. Ok luôn. Và có thể lên trước cái cự kiếm, món trang bị cấp thấp của cái thần cơ. Sau đó anh em đóng cho mình cái gậy như ý sớm để có thể là tăng khả năng farm. Bây giờ đam tay rất là to rồi nhá. Bây giờ bắn như một con AD, bắn tay như một con AD đích thực luôn rồi. Này bắn tay này. Bắn tay chạy luôn kìa, nó không dám vào gần mình luôn. À, tình hình là chạy thôi. Pha này thì không đủ khả năng bắt được. Có Dr. Mart anh em ạ. Và tình hình là cái trận đấu này nó có sự xuất hiện của con Dr. Mart, cho nên là trận đấu này có khả năng là sẽ phải kéo rất là dài. Anh em thể thấy là tầm đánh rất là xa không ạ? Gần như là ngoài tầm đánh của trụ luôn rồi. Chắc là thua mỗi tầm đánh của con Fusilia và con Vin và con cái gì nhỉ? Aiden khi bật ulti thôi. Ok, phong cách chơi của Elvira thì khi lên full phép thì anh em sẽ hoàn toàn làm chủ giao tranh bằng cách bật chiêu cuối lao vào. Còn khi chơi Elvira lên đồ AD như này thì anh em sẽ chơi theo một phong cách gọi là vẫn sẽ nắm giữ thế chủ động nhưng mà sẽ không kiểu băng càn được liều như là lên phép đâu. Bởi vì là sát thương từ chiêu cuối là nó không có. Chơi theo phong cách này thì anh em chỉ có thể chơi theo kiểu là sát thủ và chơi theo kiểu cấu rỉa thôi. Còn nếu như mà có đồ ấy thì anh em có thể là Oni được. Anh em có thể là dùng chiêu 1 lướt vào, đánh thường một vài phát, sau đó khi chiêu 1 gần hết hiệu lực thì dùng chiêu 1 giật về. Ok nhá, bây giờ thì giật về này. Lướt lên đánh thường có mấy cái mà nó đã mất cả cống máu rồi. Và món trang bị cuối cùng thì như những con AD bình thường. Như những con AD bình thường thì đa phần là nó sẽ chọn một món trang bị phòng thủ. Có thể là hấp huyết, có thể là mắt trừ tà nếu như tem địch có quá nhiều khống chế. Còn Elvira này thì mình sẽ chọn cái chùy nhọn nha, mình sẽ đóng thẳng full dam luôn. Chiêu 1 của Elvira thì ngoài khả năng cơ động và gây sát thương phép ra thì nó còn có một tác dụng nữa, đó chính là lé chiêu nha mọi người, có thể lé được những chiêu thức gây choáng nha. Ô, một pha băng càn giao tranh rất là đẹp luôn này. Đánh thường này, giật về này. À, trận này là mình hơi sợ con rồng nha mọi người. Con rồng thì nếu mà solo với con rồng thì mình cũng không chắc chắn là ăn được nó đâu. Thật sự là mình cũng không chắc chắn ăn được nó đâu. Còn nếu mà solo với con Fusilia AD bên địch thì chắc chắn là mình sẽ ăn được 100% nhá. Còn solo với rồng thì không ăn được. Chiêu 1 của Elvira khi mà kích hoạt lên thì anh em có thể lé được những kỹ năng gây choáng nha. Rất là có lợi luôn, cho nên là Elvira này anh em có thể là bớt một món trang bị kháng phép đi để lên cho nó thay vào một món đam nữa. Tất nhiên là lên này thì lượng đam của anh em nó sẽ to hơn bọn AD lên đồ phòng thủ bình thường rồi. Bây giờ thì mình bắt đầu có đồ nhá, bây giờ đam tay đã to nhá. Cái giáo án này thì tôi cũng ấp ủ định làm lâu lắm rồi nhưng mà lười anh em, với lại cũng không muốn cho anh em biết anh em ạ. Chơi này cũng, phong cách này chơi nó cũng chả khác gì cái con Elando bên liên quân đâu. Cứ lướt lên đánh thường xong nó giật về.
Đợi con Rotom bắt hết chiêu thì mình mới dám lên nhá. Đánh thường, đánh thường, đánh thường và giật về này. Chơi theo kiểu sát thủ luôn. Theo kiểu là dạng AD cấu rỉa sát thủ, khó chịu. Nếu như anh em đủ đam thì anh em hoàn toàn có thể lướt lên lấy mạng địch sau đó giật về. Còn tầm này thì mình nghĩ là mình có khả năng bắt được con Fusilia đấy. Ok, vào có đao phép này, làm sao mà bắt được con Fusilia này, con Fusilia, à con Evera này. Evera thì nó cũng thuộc là những cái con tướng pháp sư cơ động nhất cái game loạn chiến này rồi. Hai chiêu lướt. Và ngoài ra thì nó cũng cực kỳ là biến ảo. Doctor Mart nó đang có cái chiêu 2 nhá, lao vào tầm này nó choáng là chết luôn. Rồi luôn, đau quá. Những trận đấu mà thông thường mà nếu mà có cái con Doctor Mart mà nó biết chơi ấy, thì thông thường thì nó sẽ rơi, trận đấu nó sẽ phải kéo dài từ 15 phút trở lên. Nếu như mà team bên địch có Doctor Mart mà bị team mình ép ấy, bởi vì nó thủ nhà rất là cứng. Tầm này thì cũng khá là khó để bay vào nhà mọi người. Tuy là có bùa ra ca, à bùa ra ca hết từ nãy rồi. Đánh thường này, đánh thường này. Lửa cây, hai phát đánh thường lửa cây. Wow, mọi người thấy nó khủng khiếp chưa? Mình bắn vào một con đấu sĩ đó mọi người ạ. Hai phát đánh thường rồi nhá. Đấy là có chưa kích hoạt đao phép. Bây giờ thì mình cũng có đao phép rồi. Gậy như ý thì mình cũng đã có rồi. Mình đã có hai món trang bị cần thiết cho một con pháp sư lên phép, à lên đồ AD rồi. Cái ông quan vũ này hơi liều nhá, và phải trả giá bằng cái mạng của mình rồi. Bật chiêu cuối này. Ôi trời ơi, quá là mỏng. Ôi, pha này mình hơi sai rồi. Con đó từ mát nó thủ cứng quá, mình vội quá mọi người ạ. Bởi vì là mình khá là khó chịu cái việc mà nó thủ nhà cứng như kia. Từ nãy đến giờ không thể nào mà sờ được vào trong một cái trụ của nó. Nó thủ nhà quá cứng, khó chịu sự ạ. Và món cuối là đang là cái món chùy nhọn nhá. Mình đang lên món trang bị cuối cùng đấy rồi. Cây đây hiện tại của mình là 13-2, xanh nhất cái tem rồi, 25k8 tiền. Về lượng vàng thì vẫn thua Perseon, nhưng mà về mạng ấy thì mình là đứng đầu nhá, xanh nhất tem. Thậm chí là người chơi xanh nhất bên tem địch là rồng cũng không bằng được mình. Ok, về giai đoạn đầu game ấy thì Evera có vẻ là sẽ thua thiệt. Nếu mà nói về khoản đánh tay, sát thương tay thì có thể là sẽ thua bọn AD bình thường nhá. Còn về late game ấy, khi mà anh em đã có lượng đồ như này và oắt vàng như này ấy, thì anh em thể là bắn chúng nó không chạy được nổi luôn. Bản chất con Evera thì cũng rất là cơ động rồi. 1k3 chí mạng nhá. Khủng khiếp chưa? Bây giờ thì Zaka đây. Ăn xong con Zaka này thì mới có thể ép được nhá. Phải có bùa Zaka mới ép được con Doctor Mask. Cũng chưa chắc là có thể ép được. Lỡ chơi một đánh thường này. Đánh thường. Chết luôn kìa. Đó, như mình đã nói thì Evera khi mà đã có đủ đồ thì nó sẽ gần như là một con sát thủ vật lý luôn. Nó sẽ gần như là một con sát thủ AD luôn. Anh có thể dùng chiêu 1 lướt lên và sau đó kết liễu tướng địch, sau đó có thể giật chiêu 1 về. Đó, mọi người thấy không? Mình lướt, dùng chiêu 1 lướt lên đánh thường mấy cái nó đã chết rồi. Quá khủng khiếp, cái lượng đam quá khủng khiếp luôn. Xét suy cho cùng thì con Evera này cũng không phải là yếu đâu. Khi mà ôi tôi chết mẹ thôi rồi. Ôi. Vừa mới nói khỏi mồm mà không yếu xong là nó lại bị đồ vật rồi chết rồi. Suy cho cùng cũng hơi mỏng em ạ. Đồ hút máu thì mình sẽ lên quỷ diện nhá, ưu tiên đồ tốc đánh nhá. Cũng tự định tính lên huyết đao để cho nó có giảm mối chiêu. Nhưng mà phải cần tốc đánh thì mới đánh nhanh được, mới kết liễu được địch nhanh nhá. Huyết đao tuy là có nhiều đam hơn một chút đấy, nhưng mà vẫn không lợi được bằng cái lượng tốc đánh được. Gần như là full đồ ấy, còn nốt cái chùy nhọn nữa là xong ấy. Sắp full đồ rồi. Trời ơi, cái thằng gấu này bật phản đòn lên xong bật anti làm cái gì? Bật phản đòn lên phải để cho nó đánh chứ. Rồi hãng bật anti. Ông gấu này vội quá. Ở tình hình tem mình chuẩn bị quét sạch rồi, có chùy nhọn nhá. 4 giây nữa mình bắt đầu là xuất hiện trên bản đồ nhá. Rồng bên kia thì 34k vàng, khủng khiếp chưa? Ok, trang bị cuối cùng đã được hoàn thành rồi nhá. Mọi người thấy cái giáo án này của tôi là bây giờ đam tay của tôi có thể sánh ngang với bọn AD bình thường rồi. Lượng sát thương tay cực kỳ là to nhá, sát thương đến từ gậy như ý và đao phép. Này solo luôn. Bắt người luôn. Mọi người thấy tôi khủng. Mọi người thấy cái giáo án này nó mạnh không mọi người?
Và ok, video của mình đến đây xin được tạm dừng tại đây nhá. Và hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau. Và đừng quên cho mình xin một nút like và đăng ký kênh, bật chuông thông báo ủng hộ mình nhá. Còn giờ thì tạm biệt mọi người. MVP luôn mọi người ạ. Một cái giáo án rất là hay luôn.